Chào mừng các bạn đến với kênh của chúng tôi. Trên hành trình khám phá thế giới động vật hoang dã, hôm nay chúng ta sẽ đặt chân đến với một loài khỉ nhỏ bé, nhưng lại vô cùng đặc biệt, đó chính là khỉ Pygmy Marmoset. Với kích thước nhỏ xíu, khỉ Pygmy Marmoset không chỉ là loài khỉ nhỏ nhất trên hành tinh này mà còn là một trong những sinh vật kỳ diệu của rừng nhiệt đới Nam Mỹ. Trải qua hàng ngàn năm, chúng đã tồn tại và thích nghi trong môi trường sống của mình, đem lại sự đa dạng và hài hòa cho hệ sinh thái nơi chúng sinh sống. Hãy cùng bắt đầu hành trình khám phá về loài khỉ này, về cách chúng sinh sống, đặc điểm độc đáo và những điều thú vị mà bạn có thể chưa biết. Hãy cùng nhau khám phá thế giới tuyệt vời của khỉ Pygmy Marmoset. Khỉ Pygmy Marmoset, hay còn được gọi là khỉ chuột chuột, là loài khỉ nhỏ nhất trên thế giới, với trọng lượng chỉ khoảng 100-150g và chiều dài cơ thể khoảng 12-15cm. Chúng có tên khoa học là Cebel Pygma. Chi Cebel xuất phát từ Cep, một từ tiếng Tây Ban Nha thường được sử dụng để chỉ loài sư tử, có thể xuất phát từ tiếng Quechua, ngôn ngữ của người Inca, để mô tả loài sư tử hoặc khỉ nhỏ. Pygma xuất phát từ tiếng Hy Lạp cổ đại, có nghĩa là vô cùng nhỏ. Tên khoa học này phản ánh kích thước nhỏ của loài khỉ này so với các loài khỉ khác. Loài khỉ này cũng được cho có những cử chỉ, hành động giống với loài người nhất trong giới động vật. Chúng có một đặc tính giao tiếp vô cùng độc đáo. Chúng biết phân chia lượt nói để tránh chen ngang, cướp lời. Đặc tính này đậm chất giao tiếp của con người, luôn thân thiện, hoạt ngôn. Việc trò chuyện theo lượt đã giúp cho loài khỉ này có thể lĩnh hội được các thông tin một cách đầy đủ nhất, đặc biệt là trong những khu rừng kém yên tĩnh. Điều này không chỉ diễn ra giữa những con vốn thân quen với nhau mà còn giữa chú khỉ xa lạ. Khỉ Marmoset đã liên lạc với nhau bằng cách gọi phi, tên gọi riêng cho cách giao tiếp của Marmoset, ám chỉ một kiểu huyết sáo thật lớn và được sử dụng ở khoảng cách xa. Đặc điểm này hoàn toàn khác biệt với nhiều loài động vật như chim, cóc, dế vốn chỉ giao tiếp trong mùa sinh sản hoặc để bảo vệ lãnh thổ. Trong môi trường tự nhiên, Marmoset Pygmy di chuyển rất nhanh nhẹn, vì thế rất khó để có thể bắt gặp được loại khỉ này. Trong môi trường nuôi nhốt, khỉ Marmoset có dáng vẻ nhỏ và khá xinh xắn, đáng yêu nên người nuôi rất thích nâng niu, vuốt ve chúng trên tay. Được xem là loài khỉ tí hon trên thế giới, Marmoset Pygmy đang được chọn làm loại thú cưng đối với con người cũng bởi khả năng dễ thuần hóa của chúng. Ở Trung Quốc, rộ lên thú chơi khỉ siêu nhỏ Marmoset Pygmy đang trở thành mốt trong giới trẻ, với tên gọi Tiểu Tôn Ngộ Không. Dù giá thành của những chú khỉ này không hề rẻ nhưng vẫn có không ít người sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền để được sở hữu. Phong trào này cũng xuất hiện ở một số giới ở Việt Nam. Nhu cầu nuôi khỉ Marmoset Pygmy đang lên cao mà những chú khỉ trong tự nhiên đã bị bắt khá nhiều, thậm chí có những trang trại đã cố gắng nhân giống khỉ này để phục vụ cho việc thương mại hóa. Thế nhưng tỷ lệ thành công trong việc nhân giống Marmoset Pygmy vẫn chưa cao, vì thế loài khỉ này vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ bị mất tự do khi bị bắt và trở thành vật nuôi. Không chỉ là một biểu tượng của sự nhỏ bé, khỉ Pygmy Marmoset còn đại diện cho sự quý giá và sự đa dạng của cuộc sống trong rừng nhiệt đới. Chúng góp phần quan trọng vào sự cân bằng của môi trường sống và là một phần không thể thiếu của hệ sinh thái. Hãy lan tỏa sự yêu thương và sự quan tâm đến loài khỉ này cũng như các loài động vật khác trên hành tinh này. Bảo vệ và tôn trọng sự tồn tại của chúng để chúng ta có thể tiếp tục khám phá và ngạc nhiên trước sự đa dạng tuyệt vời của tự nhiên. Cảm ơn các bạn đã tham gia hành trình khám phá về khỉ Pygmy Marmoset cùng chúng tôi. Đừng ngần ngại để lại nhận xét và ý kiến của bạn bên dưới để chúng tôi có thể tiếp tục mang đến cho bạn nhiều thông tin hơn về thế giới động vật hoang dã và các loài sinh vật kỳ diệu khác. Hẹn gặp lại bạn trong những video sắp tới trên kênh của chúng tôi. Chúc bạn có một ngày tuyệt vời và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất từ chúng tôi. Hẹn gặp lại!